đâu mọi người. Đúng rồi, đi kỳ này đây lần thứ hai, là kỳ này đông người vui hơn. Đây. Nào. Việt Rai vui lắm mày, Thảo Nam vui ha. Thôi em cái lại ở Cái Bè Tiền Giang. Quê hương của Dương Trung Hiếu á. Quê Hiếu bắt cá. Đầu tiên đi kiếm anh Tính Lâm. Sơn Còn Tâm Nguyễn. Mọi người mới tao vượt biên được, giờ tao vượt biên qua Mỹ Tho. Ok, cột cái dây đi đây. Ui à,